bản chất mình luôn từ nhỏ giờ em vậy, cứ có tiền để dành là yên tâm, chứ còn mua cái gì thì mình không thích. Có một lần là mẹ muốn quyên góp tiền á để ủng hộ cái như là mấy cái chương trình từ thiện á. Mẹ thích đi từ thiện, mẹ thích đi chùa, đi chiền, nói chung mẹ bên đối ngoại bên ngoài mẹ thích, mẹ mạnh dạn hơn mình, tính mình thì lại tiết kiệm. Ý, bữa tối đó 8 giờ ăn cơm rồi xong, chồng mình đi làm cả đêm, bố cũng đi làm chưa về, bắt đầu mẹ lên mẹ hỏi, mẹ nói là con ơi quyên góp tiết từ thiện chỗ đó chỗ đó. Thì mình lúc đó mình cũng công việc mình cũng không có ổn định, ý mình mới tức quá, mình quá thể với mẹ luôn. Mẹ nói sao? Con không có quyên góp gì hết á, con không có tiền. Chào em chị Quỳnh Linh. Dạ. Chào em chị Lê Lộc. Dạ chào cô. Chào quý khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Vân, trước đây là giáo viên, bây giờ tôi đã nghỉ hưu 6 năm rồi. Dạ. Con dạ. Xin phép ngưng xíu, con nhìn cô là biết cô làm giáo viên liền luôn á. Sao vậy? Nhìn cái nét của cô á, không biết sao. Hay đặt nguyên cái chữ giáo viên liền luôn á. Hay quá vậy. Dạ. Rồi cô cảm ơn Lê Lộc nhé. Dạ. Dạ em tên là Đỗ Thị Thu Thảo. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 9 tháng 10 ngày. Đúng cái số đẹp, 9 tháng 10 ngày luôn. Dạ. Đừng nhưng mà hỏi có... là mấy cháu rồi nha. Lỡ người ta có mấy tháng rồi sao? Có chưa, có tin vui chưa? Dạ chưa à. Thấy chưa? Dạ. Hỏi mới làm dâu 9 tháng 10 ngày, cứ quay hỏi vậy được mấy bé. Cái ngày đầu tiên mà cô tiếp xúc với con dâu tương lai đó, cô cảm giác người con gái này thế nào? Con trai thì tôi thì cũng hơi là lớn tuổi rồi, bảo nó sinh năm 85 mà. Dạ. Mà bảo nói bây giờ phải lấy vợ để cho bố mẹ nhờ chứ, tại vì bố mẹ càng ngày càng lớn. Ngày đầu tiên về đến nhà thì cũng đại khái là cũng đang còn bỡ ngỡ. Mình hỏi này, ủa chứ con là năm nay bao nhiêu tuổi? Thì con dâu trả lời là dạ con năm nay, con sinh năm 92. Thế mình bảo con ơi, bác cũng muốn là làm sao mới lấy cái đứa hình gần. Nhưng cô dâu này có gần không? Thì nói chung là cũng gần nhưng mà chưa gần mấy. Là ở đâu cô? Là ở đâu cô? Cháu nó ở trên Long Khánh, đi vô 9 cây là Long Khánh hả? Long Khánh. Cô ở trên Biên Hòa. Biên Hòa, sát bên. Không. Bao lâu thì cưới? Khi đó là 24 tuổi, 25 tuổi thì nhà này là tính lên xin để cưới. Dạ. Nhưng mà lên nhà nói là thôi cháu nó chuẩn bị mới ra trường, thì thôi bây giờ cái anh chị đã thương cháu thì biết vậy, rồi từ từ đi để cho cháu nó 1-2 năm nó ổn định xong rồi cưới. Là 27 tuổi mới được cưới đó. Rồi 27 tuổi cưới được rồi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng mà mẹ chồng nói là mà không lấy con dâu ở xa đâu thì mình suy nghĩ sao? Lúc đó là mình không thích mẹ rồi, buông xuôi rồi, mình dễ nản lắm. Thấy mẹ không đồng ý là chắc mẹ cũng chẳng thích mình, mà về mình sống là mình sống với mẹ nữa chứ đâu phải là mình sống với chồng mình không đâu. Lúc đó hai vợ chồng hồi đó học cũng có cái bờ hồ, hai chồng ra ngoài cái bờ hồ á, nào hai đứa ôm nhau mà khóc. Anh chồng mình nhờ chị chồng rồi nhờ bố thuyết phục mẹ. Đó xong rồi dần dần rồi mới vào qua lại. Ban đầu qua lại là cũng sợ lắm, tại vì mẹ không thích mình cũng sợ e dè lắm, nhưng mà sau này về ở rồi thấy mẹ rất là dễ, mẹ xì tin hơn mình. Zalo, Facebook cái gì mẹ cũng xì tin hết, nấu ăn nè rồi nhà cửa các thứ cũng hợp. Rồi nhiều mình mới về làm dâu á thì mình cũng hay lúa lắm, nhà mình nấu bếp củi chứ đâu có biết là cái bếp, mình thấy cái bếp ga xong có gắn cái nói hút hút á, mình nói mình nói với chồng chứ mình cũng dám nói với mẹ, nói là chồng ơi mình gắn chi cái lò nướng ở trên cái nóc rồi mình đút vô chỗ nào mà nướng. Chồng mình mới nói là không, cái đó là cái đồ hút máy hút. Đó là nhiều đồ vật dụng ở nhà mình không biết sử dụng. Dạ. Mẹ vậy chứ mẹ chỉ mình không à. À. Từ cái nồi cơm vậy, nồi cơm ở nhà mình, ở dưới nhà mình cái nồi cơm mình vẫn chà được. Còn trên này mình thấy cái lớp chống dính nó chóc chóc á, mình tưởng là nó dơ. Thế là mình cũng lấy đồ chùi nồi ra mình ngồi mình chùi, mình chà thiệt kỹ cho nó sạch. Mà vừa chà xong mấy mẹ ra mẹ nói không, cái này con đừng có chà. Đó là nhiều cái mình cũng bỡ ngỡ lắm. Rồi về làm dâu rồi mẹ có cấm nói gì, có la nói gì không? Chưa. Chỉ thôi. Chưa la. Chừng nào mới la. Con mình nói chung là bé này thì cũng nó chịu khó, chị chồng á. Dạ. Cũng rất là tâm lý.
mẹ chồng mà có gì đó bắt đầu là gọi điện học chị chồng. Chị chồng bắt đầu gọi điện về nói với mẹ đó con gái mình nói mẹ như vậy á. Tại sao lại cứ gọi cho chị không nói chuyện thẳng với mẹ luôn? Tại em nói thẳng với mẹ em sợ mẹ giận. cái điều gì mà mình khó nói nè? Ví dụ vấn đề gì mình á thì là cái tính mình là tiết kiệm lắm, gọi là siêu tiết kiệm luôn á. Tiết kiệm là mẹ thấy mẹ còn nói thôi con ơi mình phải biết chăm sóc cái bản thân rồi sắm sửa các thứ rồi vậy đó. Nhưng mà mình là tính mình thích có tiền là để dành chứ không thích mua gì hết á. Bản chất mình luôn từ nhỏ đến giờ như vậy, cứ có tiền để dành là yên tâm mà. Chứ còn mua cái gì thì mình không thích. Có một lần là mẹ muốn quyên góp tiền á để ủng hộ cái như là mấy cái chương trình từ thiện á. Mẹ thích đi từ thiện, mẹ thích đi chùa, đi chiền, nói chung mẹ bên đối ngoại bên ngoài mẹ thích, mẹ mạnh dạn hơn mình. Tính mình thì lại tiết kiệm. Ý, bữa tối đó 8 giờ ăn cơm rồi xong. Chồng mình đi làm cả đêm, bố cũng đi làm chưa về. Bắt đầu mẹ lên mẹ hỏi, mẹ nói là con ơi quyên góp tiền từ thiện chỗ đó. Thì mình lúc đó mình cũng công việc mình cũng không có ổn định. Ý, mình mới tức quá, mình quá thể với mẹ luôn. Mẹ nói sao? Con không có quyên góp gì hết á, con không có tiền. Mà thật sự là lúc đó mình cũng nóng, đang khó khăn. Ăn khó khăn. Chứ thật sự là em cũng là thấy người nghèo hay người gì thì em cũng sẵn sàng là mình có ít thì mình biếu ít, nhiều thì mình nuôi nhiều. Nhưng mà thật ra lúc đó mình cũng đang stress nữa. Lúc đó mẹ sao, mẹ có giận không? Giận, mẹ giận luôn á. Mẹ đi xuống mẹ lại mẹ xuống mẹ đâu nói mẹ gì. Mẹ không nói gì hết á. Nó nói vậy còn nói gì nữa. Mẹ đừng có kêu con nữa, không có từ thiện từ gì hết trơn á. Tại vì bữa đó là quê mà mình á, thôn tặng việc đăng cái xã. Mình nghe thằng em nó bảo là ấy chị ủng hộ bao nhiêu. Thế mình nói thì mình làm cái gì thì mình cũng phải nói với con. Yeah. Ví dụ cả nhà mình là ủng hộ chung bố là 1 triệu chẳng hạn. Em nói là cúng trái cây là ông bà hưởng, ông bà trứng rồi. Còn con khi nào con có nhiều con biếu nhiều. Khi nào con không có thì con mua trái cây thôi. Xong em tức quá em điện cho chồng em luôn. Chồng em về sáng về không biết, hình như cũng nói mẹ, nói là mẹ no đừng nó kêu dở con có gì hết á. Xong ý là mình vừa nói mẹ đã buồn rồi, gặp chồng mình không tâm lý nữa, đem về quát mẹ nữa hay là nói gì mẹ nữa. Bắt đầu rồi mình đi làm mà mình lo nha. Mình nói chết rồi, kiểu này chắc mẹ ghét mình lắm rồi, sao mình sống đây. Đi đường mà cũng lo lắm. Không lo tại mình cũng keo kiệt quá mà. Thầy lúc đó thôi mẹ, con có 100-200 ủng hộ đi. Dạ. Mà đi với chị Trông. Dạ. Chị Trông mới đi. Em mới nói với chị là thôi chị ơi, em á là em phải là ích kỷ là sao mà giờ là đang trong giai đoạn khó khăn nên em cũng đang muốn để dành tiền để sau này sanh con. Đó. Sau này sanh con là bao nhiêu thứ phải lo này kia vậy đó. Tính là hay lo xa lắm, có nhiều khi hả, hôm nay chưa ăn mà em lo tới ngày kia ngày kia rồi. Tính em vậy á. Nhưng lúc đó thay vì nói đó, mẹ con để dành tiền con lo cho con đó, con tự nhiên nói mẹ con đừng kêu con lấy nữa thì mẹ giận đúng rồi. Là biết sao không? Nó gọi điện chị chồng á, là con gái mình nó biết gọi điện về nó bảo mẹ nhà con mình có chuyện gì không mẹ. Mẹ bảo đó có chuyện gì đâu. Thà khai thôi mẹ giấu con, mẹ giấu gì. Nói vườn thanh nó nói với con rồi, nói gì, nói là hồi tuổi là nó có gì đâu với mẹ thì thôi mẹ đừng ấy qua, nhiều khi nó trẻ người nó già nó ăn nói chưa tính với ai. Không có đưa tiền làm từ thiện để giữ tiền lo cho con cái. Nhưng mà có dành tiền lo cho mua quà cho mẹ không? Dạ có. Có không? Ví dụ như sinh nhật mẹ em mua đầm em tặng mẹ. Có được rồi. Lâu lâu mẹ con cũng ăn mì cây, được mẹ ăn mì cây uống trà sữa. Nội chung đi bố chồng đi làm thì hai mẹ con ở nhà, buổi chiều là không cần ăn uống nấu gì hết, đi ăn. Yeah. Vậy thôi. Vậy là hợp với nhau quá rồi. Nhưng mà giờ tự đâu, em cảm giác là mình có cái tật xấu gì đối với mẹ không hay là có, mình có cái gì không? Em thì thức khuya thì em thức được, nhưng mà dậy sớm thì em không có dậy được. Ví dụ như chồng em làm 7 giờ 6 giờ anh dậy, anh vệ sinh cá nhân là anh đi làm luôn. Mẹ có nhắc 1-2 lần là nói là con dậy sớm con hâm đồ ăn lại rồi để cho chồng con ăn rồi 7 giờ anh vô ca đi làm hai lần. Nhưng mà khi mà mình thức dậy mình hỏi chồng ơi em dậy sớm hâm đồ ăn cho anh nha, chồng nói thôi ngủ đi để anh vô công ty ăn cũng được. Thế là mình ngủ luôn. Tại sao? Xong rồi tới lần bố chồng, bố cũng không có nhắc thẳng cho mình, mà bố chồng nhắc thầm qua mẹ, nói bà nói với dâu dậy sớm hâm đồ ăn cho con trai nó ăn nó đi làm, chứ để nó ăn ở ngoài không hợp vệ sinh, với lại sáng vợ chồng ăn chung cho nó tình cảm.
À, em dậy sớm không được. Em làm biếng đúng không? Không phải, em ráng dậy nhưng mà em dậy không nổi. Không nổi, nhưng mà sau khi dậy em có dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ chồng không? Dạ có, từng dọn lần. Tại vì em sáng em đi làm, mẹ chiều nha, em mới mẹ về. Thật sự mới cũng có 9 tháng 10 ngày thôi. Sau này ở càng lâu á, dạ, đôi khi nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ. Dạ. Thật ra giờ cũng cố gắng mình dậy sớm chút. Mình, yeah, chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc bố chồng. Mặc dù những cái chuyện rất là đơn giản, pha trà, cà phê, làm buổi sáng cho chồng ăn nữa. Chứ nếu cứ thầy hoài á là chắc chắn là lâu dài nó không được đâu, không ổn. Được, yeah, không? Em hứa, nhưng mà để có con đi rồi em dậy sớm. Có con còn làm biếng dữ chưa nữa. Chưa có con mà dậy không nổi, có con sao dậy nổi. Em hứa mẹ rồi, khi nào con có con là con dậy sớm lo cho con luôn. Có con dậy lo cho con đâu, cũng đâu lo cho mẹ chồng đâu, đúng không? Nhiều khi bữa nào mình làm bất ngờ cho chồng dậy sớm, ừ, nấu bữa ăn. Có mấy lần đầu cưới về, mấy tháng đầu em có dậy sớm, nhưng mà em dậy được 1-2 ngày rồi em không dậy nổi. Tại nói em chung... đi làm về đầu mệt á. Nhưng mà ngày đầu tiên về làm dâu á là cũng thấy 4 giờ rưỡi sáng là gọi con dâu dậy rồi. Rồi 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ thấy bữa đó ngày đầu tiên mình đến, ủa con dậy làm gì vậy? Dạ má con gọi dậy, má con gọi dậy làm gì? Dậy để pha trà, nấu nước pha trà cho ba mẹ. Nói không, bố mẹ không uống trà, không nước vậy đó, lên ngủ đi. Thì em lên ngủ tiếp. Tại cô thấy chưa, nó cố gắng thức dậy của nó thôi mày ngủ đi, cái nó quen ngủ luôn. Đúng rồi, mà thôi không sao đâu. Dạ, không sao đâu đúng không? Hôm nay chồng em không có đến, nhưng mà chồng em có gửi lá thư nhờ anh Quỳnh Linh đọc giùm nha. Dạ. Mẹ ơi, vợ con mới về làm dâu nên cũng còn nhiều điều thiếu sót lắm, thiếu nhiều lắm. Có gì mẹ dạy bảo vợ con thêm nhé. Vợ chồng con có cái gì sai mẹ cứ nói để tụi con rút kinh nghiệm. Về phần vợ, chồng mong muốn vợ nghe lời mẹ dạy bảo và phụ mẹ làm việc nhà nhiều nhiều hơn nữa. Đúng, cảm ơn, cảm ơn. Nói đúng không? Đúng. Bây giờ cô có muốn con dâu mình thay đổi gì không cô? Con dâu cô thì nói chung cô giữa phần làm cái gì, chỉ một cái hôm đó là nói thế không thấy gì thôi. À, còn bây giờ nói chung từ hồi đó đến giờ thì thấy không có cái gì, nói chung là rất chi là siêng năng cần cù, thương, yeah, thương bố mẹ chồng, thương em, à thương chồng. Còn chị chỉ có mong muốn mẹ điều gì không? Mong muốn mẹ là nhiều sức khỏe thôi, tại bây giờ mình ở thời gian rồi, mình cũng có suy nghĩ thoáng hơn rồi. Em sống em hơi keo, ăn em cũng tiếc nữa. Em cũng biết bản chất con người xuất phát từ dân quạng hay sao á, mà giờ về nói với mẹ, mẹ cũng khuyên bảo nhiều, thấy mẹ nói cũng đúng. Nhiều khi mình suy nghĩ nhiều quá cũng được gì, mà mình suy nghĩ thoáng ra. Tiết kiệm là mình tiết kiệm để dành cho con cháu sau này. Dạ. Keo kiệt nó khác, tức là cái gì cũng không dám đưa ra chân. Em ăn em dám ăn, nhưng mà ví dụ như người khác ăn thì em cho em không tiết kiệm. Thì đó là tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt. Không phải mình em không muốn ăn đâu. Đây nè, đây còn muốn ăn nữa nè. Gì vậy? Không muốn ăn miếng nào có, luôn. Không ăn là không ăn tinh bột thôi chứ không phải là khó ăn tiền. Uống nước không à. Rồi cảm ơn cô với lại em tham gia chương trình. Rồi, hai mẹ con ơn. Ôm nhau cái nào? Dạ. Ôm chặt nhau cái nào? Dạ. Rồi. Hy vọng chúng ta vẫn nụ cười như thế này. Đây là những kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Lâu lâu nhìn thấy nhớ Quỳnh Linh Lê Lộc nha. Rồi. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc nha.